Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một cái tài khoản Gmail. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập, chúng ta sẽ truy cập vào cái trang là gmail.com ở trên trình duyệt. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào nút sign in ở đây. Nhưng trước tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Các bạn kéo xuống ở phía cuối của trang. Và các bạn sẽ thấy ở ngay cái con trỏ chuột của mình nè, English, thì mình sẽ bấm vào đây để chúng ta tìm cái ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi chúng ta chọn vào ngôn ngữ tiếng Việt. Thì như các bạn thấy trên màn hình là chúng ta đang ở cái trang gmail.com ở phiên bản tiếng Việt. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái nút là tạo tài khoản. Rồi sau đó ở trang này nó lại là tiếng Anh, thì chúng ta lại bấm tiếp tục ở đây để mà chúng ta chọn sang tiếng Việt ha. Rồi chúng ta đi tìm đây tiếng Việt. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục nhập những cái thông tin mà cái trang web yêu cầu, họ và tên. Ở đây mình nhập họ tên của mình. Rồi tên người dùng, tên người dùng tức là cái địa chỉ mà sau này các bạn sẽ dùng để làm email. Ví dụ như là mình đặt là duy.võ, thì ở đây cái email của mình sau khi đăng ký thành công nó sẽ là duy.võ@gmail.com. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhập mã xác nhận, nhập mật khẩu. Sau đó là mình sẽ xác nhận mật khẩu. Thì để cho an toàn thì chúng ta sẽ tắt cái Unikey đi, nếu là tức là các bạn nào đang xài cái trình gõ tiếng Việt á, thì chúng ta chuyển sang tiếng Anh, hoặc là chúng ta tắt để chúng ta gõ cái mật khẩu cho nó không có hiển thị những cái dấu nha. Rồi ở đây mình sẽ gõ mật khẩu của mình và mình xác nhận mật khẩu. Rồi các bạn lưu ý là sử dụng 8 ký tự trở lên và kết hợp chữ cái, chữ số và biểu tượng. Rồi sau đó chúng ta bấm vào nút tiếp theo. Gmail thông báo cho mình là xin lỗi, tên người dùng của bạn phải nằm trong khoảng độ dài ký tự giữa 6 và 30. Hiện tại ở đây cái tên người dùng của mình là Duy là 3 nè, chấm dấu chấm là thứ 4 nè, chữ V là thứ 5, chữ O là số 6. Mình có thể mình đặt một cái tên khác, ví dụ duy.thanhvõ. Rồi chúng ta bấm vào nút là tiếp theo. Tên người dùng đã được sử dụng, hãy thử tên khác. Rồi mình có thể đặt một cái tên nào khác, ví dụ như vậy ha. Chúng ta sẽ làm cho tới khi nào mà Google Gmail cho chúng ta đăng ký cái tài khoản. Tại vì khi mà các bạn nhập tên người dùng ở đây thì khả năng là cái tên đó đã có người sử dụng rồi, cho nên là Gmail nó không cho chúng ta đăng ký nữa ha. Các bạn sẽ nhập những cái tên nào khác, ví dụ như mình có thể nhập là hcm.duyvoa@gmail.com. Rồi tiếp theo là xác minh số điện thoại. Thì ở cái bước này Gmail bắt buộc chúng ta phải có một cái số điện thoại để mà xác minh. Thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhập số của mình 0933990740. Rồi chúng ta bấm vào nút tiếp theo. Sau đó là các bạn sẽ kiểm tra cái số kiểm tra một cái tin nhắn của Gmail gửi cho cái số mà mình vừa nhập. Rồi mình đang mở điện thoại để mình kiểm tra. Nếu mà các bạn chưa nhận được tin nhắn thì các bạn sẽ chờ một chút xíu, có thể là Gmail nó gửi hơi bị chậm ha, đôi khi là chỉ chậm thôi chứ không phải là lúc nào nó cũng chậm. Rồi đây, rồi tin nhắn mình nhận được là mã kích hoạt là 620176. Rồi sau đó các bạn bấm vào nút xác minh. Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta xác nhận được cái số điện thoại rồi thì các bạn sẽ nhập một cái địa chỉ email khôi phục.
địa chỉ email khôi phục tức là một cái địa chỉ email khác với cái email các bạn đang đăng ký, để trong những cái trường hợp mà chúng ta bị quên mật khẩu, hoặc là chúng ta bị mất tài khoản, hay là chúng ta bị cái gì đó mà chúng ta không đăng nhập được vào cái tài khoản Gmail của mình, thì Google nó sẽ hỏi các bạn một nhập cái địa chỉ email khôi phục mà các bạn đăng ký ở đây nè, để mà họ khôi phục cái mật khẩu cho chúng ta. Rồi các bạn sẽ nhập một cái địa chỉ email khác nha. Và đương nhiên là cái địa chỉ email này phải là của mình nha, chứ không phải là của bạn bè hay là của người thân nha. Và mình phải có cái tài khoản email này nha. Các bạn lưu ý chỗ này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Lưu ý là đối với tài khoản Gmail hoặc là những cái tài khoản liên quan về email thì các bạn cứ nhập thông tin chính xác cho mình, đừng nhập sai thông tin, bởi vì sau này khi mà có cái vấn đề gì xảy ra với tài khoản thì họ sẽ dùng những cái thông tin của mình đăng ký để mà họ hỏi lại mình, thì nếu mà các bạn trả lời sai thì khả năng là các bạn không thể khôi phục lại cái mật khẩu của mình. Cho nên là các bạn lưu ý chỗ này, chúng ta nhập thông tin chính xác của mình vào. Ví dụ mình sinh là 28/10/93 thì mình nhập đúng thông tin như vậy ha. Rồi giới tính mình sẽ chọn là nè. Nếu bạn nào không muốn trả lời thì bấm vào đây, hoặc là tùy chỉnh thì các bạn có thể nhập ở đây ha. Rồi chúng ta tiếp theo sử dụng số của bạn trong nhiều cách khác. Đây, nếu muốn bạn có thể thêm số điện thoại của bạn vào tài khoản để sử dụng trên các dịch vụ của Google. Ví dụ như số của bạn sẽ dùng để nhận cuộc gọi video và tin nhắn làm cho dịch vụ Google bao gồm quảng cáo phù hợp với bạn hơn. Thì cái này mặc định là mình sẽ chọn là đồng ý ha. Rồi chúng ta sẽ đọc cái bảo mật và điều khoản. Nói chung các bạn cứ kéo xuống cuối cùng và các bạn chọn đồng ý. Rồi các bạn chờ một chút xíu, Gmail đang khởi tạo tài khoản cho chúng ta. Rồi sau khi các bạn nhìn thấy cái màn hình có một cái biểu tượng của cái bức thư và các bạn hiện thấy được cái chữ chào mừng email của Google như thế này, có nghĩa là các bạn đã thành công rồi. Chúng ta cứ ok và bấm tiếp tục. Rồi bây giờ đây là cái tài khoản của các bạn, chúng ta đã đăng nhập thành công vào cái tài khoản Gmail. Rồi sau này khi mà các bạn muốn truy cập Gmail thì các bạn bây giờ giả sử như mình đăng xuất cái tài khoản Gmail của mình ra để mình hướng dẫn cho các bạn truy cập vào Gmail của mình như thế nào, thì các bạn sẽ gõ trên cái trình duyệt của mình, để mình tắt cái tab này, mình mở một cái tab mới để các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ gõ là gmail.com. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy nè, nếu mà các bạn nào đã đăng ký tài khoản và chúng ta đã đăng nhập trên cái máy tính của mình rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây luôn. Còn nếu không thì các bạn sẽ sẽ nhập ở đây. Google nó sẽ bắt các bạn nhập cái địa chỉ email, thì đương nhiên là các bạn phải nhớ địa chỉ email của mình rồi đúng không? hcm.duyvo@gmail.com. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhập mật khẩu. Rồi chúng ta bấm next. Đây, các bạn sẽ thấy y chang như hồi nãy thôi, không khác gì cả. Rồi, video này tới đây là kết thúc. Thì nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan về Gmail thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới video này. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.